Honor Magic 7 Pro, cái điện thoại mà rất nhiều anh em muốn mình làm đây. Hôm nay mình đã có ở trên tay rồi. Và điểm qua một số những thông tin nổi bật của Honor Magic 7 Pro thì đây là một chiếc điện thoại có màn hình kích thước lớn là 6,8 inch, độ phân giải là 1,5K. Pin cũng rất là tốt nhé các bạn nhé. Pin 5850 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W. Con chip thì là con chip Snapdragon mạnh nhất bây giờ, đấy là Snapdragon 8 Elite. Tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong cũng là UFS 4.0. Camera thì phải nói là vô cùng đầy đủ, và đặc biệt là cái camera 200 megapixel tele 3x của nó rất khủng khiếp luôn. Tiếp tục nữa nào, nó cũng có tới hai cái camera phía trước này luôn. Đấy, thực ra nó là một camera với một cái cảm biến TOF đấy. Và ngoài ra nữa thì Honor Magic 7 Pro còn có những cái ưu nhược điểm gì, mình sẽ nói khá chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đối với cả những cái chiếc điện thoại như thế này thì thực sự là cái mà mình quan tâm tới là cái camera nó như nào. Đấy, nó thật luôn. Chứ còn bây giờ thì cấu hình thì các bạn thấy đấy, rất nhiều những chiếc điện thoại họ cũng có cái cấu hình nó cũng rất là mạnh rồi. Đấy, nhưng mà cái camera thì mình nghĩ là không phải chiếc điện thoại nào nó cũng sẽ giống nhau. Đấy, thì mình sẽ thử luôn. Và mình cũng nói luôn là mình sẽ thử ở trong những điều kiện khó nhé các bạn nhé, chứ những điều kiện dễ thì thôi bỏ qua nhé. Đầu tiên là bức hình mà mình chụp ảnh bạn Minitor trong điều kiện rất ngược sáng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là mặt của bạn ấy không bị cháy đi một tí nào cả. Nước da vẫn rất là hồng hào, cũng như là background phía sau thì không bị cháy một tí nào. Đấy, mặt thì không bị tối, còn background không bị cháy một tí nào. Mình đã cố tình để cho cái phần background ở đây cái sự chênh sáng rất là lớn nhá. Hai cái phần rèm ở hai bên là cực kỳ tối, còn cái background phía sau này cực kỳ sáng. Nhưng mà đây, nước ảnh cho ra như thế này là tốt. Hay như là cái bức ảnh chụp ảnh camera tele lên cũng vậy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn, đây là tele 3x. Đấy, camera 200 megapixel, khẩu độ mở là f/2.6, tiêu cự là 60mm và tele 3x đấy. Thực sự là nước ảnh cho ra này là rất tốt. Các bạn nhìn này, nó còn nhìn rõ luôn này. Đấy, những cái chấm chấm bẩn bẩn ở trên cái cửa kính cái thứ nữa này. Background phía sau cũng khá thể hiện là khá là ổn. Quên mất, vừa nãy không nói là cái camera chính có thể thay đổi được khẩu độ mở nhé các bạn nhé. f/1.4 với f/2.0 đấy nhé các bạn nhé. Rất hoành tráng luôn. Camera xóa phông này, các bạn nhìn này, gần như không có điểm gì để mà chê về cái camera xóa phông của dòng này cả. Đây, xóa phông tele 3x đây. Độ chi tiết này, trời ơi, lúc mà zoom vào này, lông mày này, mắt này, râu ria này, nước da này, quá ngon luôn. Viền này, không bị lệ một tí nào này. Chữ ở trên cái phần YouTube này này, các bạn nhìn này, rõ nét chưa? Trời ơi, hay như là cái camera mà mình đã zoom số vào đây rồi này, rất ngon luôn. Đấy, các bạn nhìn này, đây, quay cận cảnh rồi để cho các bạn nhìn luôn này. Tiếp tục nữa nào, chụp ảnh trong điều kiện cực kỳ thiếu sáng, phải nói luôn là mình mở hé một tí cửa ra thôi. Và điện ở bên trong phòng này là tắt toàn bộ điện đi nhé các bạn nhé, tắt toàn bộ điện đi. Đây thì với camera cái ưu điểm là khẩu độ mở lớn thì thực sự là nước ảnh cho ra vẫn rất là tốt. Và các bạn có thể nhìn thấy này, chữ ở đây vẫn có thể đọc được là như thế nào. Bình thường là rất nhiều những chiếc điện thoại khác nhé, chụp ảnh trong điều kiện này là chỉ nhìn rõ người thôi chứ không thể nhìn được rõ chữ đâu. Nhưng mà con này vẫn có thể đọc được chữ là như nào. Tất nhiên nó sẽ bị vỡ hình đi, đấy là điều mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà như thế này đã là quá ngon rồi. Đấy, còn cái camera tele chụp ảnh trong điều kiện cực kỳ thiếu sáng đây thì độ chi tiết giữ lại là rất tốt nha các bạn nhé. Rất tốt, nhắc lại là rất tốt. Tất nhiên nước ảnh thì nó sẽ không sáng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái khẩu độ mở của cái camera này nó chỉ là f/2.6 thôi. Nhưng mà f/2.6 mà chụp ảnh ra được như thế này này. Đây thì đây là cái tác dụng của cái 200 megapixel đấy, các bạn nhìn này. Đấy, chứ những cái con khác mà chụp ở trong điều kiện thiếu sáng như này thì nó vỡ bét đi luôn các bạn ạ. Tiếp tục nữa nào, camera chụp ảnh selfie đây, trong điều kiện ngược sáng như thế này là ổn đấy chứ. Hay là selfie xóa phông này, bình thường là selfie xóa phông là background phía sau là sẽ bị cháy hết nếu như muốn cho mặt của mình nó không bị tối đi, nhưng mà đây background phía sau cũng không bị cháy thì tí nào. Còn đây là cũng là một số những bức hình mà mình đã chụp ảnh đây. Đây là bức ảnh chụp ảnh góc siêu rộng, các bạn có thể nhìn thấy này, nền trời rồi là nhà cửa các thứ nhìn vẫn rất là sắc nét luôn. Camera góc siêu rộng 50 chấm này nó giữ lại độ chi tiết rất là cao. Đây là camera chính đây. Đây là camera mà mình tele lên 3x. Đây, tele này. Tele xong rồi nhá, mà các bạn thích zoom số lên nhá. Ở ngay trong bức hình này này, nó cũng cực kỳ tốt này. Này, các bạn nhìn này. Trời ơi, đây là camera mà mình đã zoom tiếp vào cỡ tầm khoảng 6x. Đấy, còn đây là cỡ tầm khoảng 20x. Đây các bạn nhìn này, 20x mà nó còn nét như này. Con này mà các bạn zoom cỡ tầm khoảng 20x đổ lại là cực kỳ sắc nét nhá. Còn đây là zoom 60x. Các bạn nghe không nhầm đâu, đây là 60x. Và đây là mình zoom 100x, 100x thì nó mới vỡ hình. Thì cá nhân mình thấy là 60x như thế này vẫn là ở mức độ tốt. Còn 100x thì chưa bằng được Vivo đâu. Đấy, chưa bằng được Vivo X200 Pro hay là X200 Pro Mini. Nhưng mà như thế này đã là rất là tốt rồi. Đại loại là đây là một sở có camera mà mình đánh giá là ngon đấy nhá. Còn về các yếu tố khác thì
về cái cảm giác cầm nắm thì mình cảm thấy hơi đầm tay. Đấy, khối lượng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 lạng 2 đấy. 2 lạng 2 và độ dày là 8,8mm. Thực ra ấy, là đối với viên pin 5850mAh bây giờ thì với những cái công nghệ pin mới của Trung Quốc ấy, thì đây là cái điểm đáng chê đấy nhá. Đáng chê. Nếu mà như ngày xưa ấy, pin cỡ tầm như này rồi, gọi là gần 6.000 rồi, là không chê đâu. Đấy, nhưng mà bây giờ là nhiều anh Trung Quốc là các anh ấy làm điện thoại pin 6.000 nhưng mà dày có 8 mấy mm thôi, 8,2 thôi, hay thậm chí là 8 mm, và cái khối lượng chưa tới 2 lạng thì con này là 2 lạng 2 và độ dày là 8,8 mm, thì có thể là còn nói là hơi đáng chê ở chỗ đó. Đấy, nhưng mà mức độ hoàn thiện thì sẽ theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP68 và IP69 nhé. IP68 là ngâm ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút, đấy là điều kiện nước thông thường. Còn IP69 là nước nóng, được chưa ạ? Nhưng mà mình cũng nói luôn, đấy là vào nước là anh em tự chịu nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là hãng, không bất kỳ hãng nào là bảo hành rơi vỡ vào nước cả. Chỉ có là tặng thêm gói bảo hành thôi. Đấy, còn đại loại là anh em mà có bị dính ý, là anh em phải tự chịu. Đấy, nên là cái này chỉ mang tính chất làm nhỡ may gặp phải thôi nhá. Tất nhiên thiết kế sẽ là kính với cả kim loại rồi. Đấy, cái phần kim loại này thì họ làm bóng lên như này này. Đấy, và phần kính này thì họ cũng sẽ bo góc vào các cái bên như này để giúp chúng ta khi mà cầm nắm vào nó đỡ bị cấn tay hơn. Cái phần viền màn hình này thì nó sẽ hơi gọi là hơi vắt cong nhẹ một tí tí nhá. Nó sẽ khá là giống với màn hình của Oppo Find X8 Pro cũng như là màn hình của con Galaxy S24 Ultra ấy các bạn ạ. Và tiện thể nói về cái phần màn hình này luôn. Đây thì mình sẽ mở sáng màn hình lên để tăng độ sáng lên một chút. Đấy, rồi, các bạn có thể nhìn thấy luôn là ở đây trong cái màn hình này là màn hình viên thuốc đúng không? Màn hình viên thuốc này thì anh em hay gọi là Dynamic Island đối với iPhone đấy. Đấy, nhưng mà thực ra là nó sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 50 chấm, khẩu độ mở lens trên 2.0 và tiêu cự là 22mm và sẽ có thêm một cái cảm biến 3D TWS nữa. Cái màn hình này thì sẽ là màn hình LTPO OLED có 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz, có Dolby Vision, có HDR, độ sáng rất cao, tối đa là tầm khoảng 5.000 nit cơ. Màn hình kích thước rất lớn là 6.8 inch, độ phân giải sẽ là xấp xỉ 1.5K, 1280 nhân với 2800 pixel. Tỷ lệ màn hình là 19.5:9, nghĩa là cái diện tích hiển thị của nó sẽ cực kỳ lớn nhá. Màn hình 19.5:9 này là diện tích hiển thị sẽ lớn hơn màn hình 20:9 đấy. Mật độ nền ảnh rơi vào tầm khoảng 453 PPI, nghĩa là xấp xỉ xem với cỡ 460 PPI của iPhone 16 Pro Max rồi. Và cái tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước này lên tới là gần 90%, chính xác ra là 89.9% đấy. Đấy, bởi vì là nó bị dính cái phần gọi là viên thuốc này này. Đấy, chứ còn bình thường là mình nghĩ là phải hơn 90% nếu như mà màn hình đục lỗ. Nói chung là viền màn hình như này thì cá nhân mình đánh giá là rất là mỏng rồi các bạn ạ. Viền màn hình như này là rất là mỏng rồi. Đấy, về phần hiệu năng thì chip sẽ là con chip mạnh nhất trong thế giới Android bây giờ, một trong những con chip mạnh nhất trong thế giới Android bây giờ. Đấy là con chip Snapdragon 8 Elite sản xuất ở trên tiến trình 3 nanomet hay chúng ta hay gọi là 8 Gen 4 đấy. Nhưng mà tên gọi chính xác nó phải là 8 Elite như bạn nhé. RAM ROM đi kèm theo máy sẽ là 12256, 16512 hoặc là 161T. Bây giờ thì mình sẽ check xem là cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM ROM bao nhiêu. Đây, cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 12, bộ như trong 256, nghĩa là phiên bản thấp nhất rồi. Đấy, hiện tại là nó đang chạy phiên bản Magic OS 9.0 trên nền tảng Android 15 nhé. Tiếng Việt thì sẽ có sẵn luôn. Đấy, và đối với cả Honor thì bạn cứ tưởng tượng là Honor với cả Huawei bây giờ là không còn bất kỳ một liên quan gì đến nhau cả. Nên là chúng ta sử dụng các cái dịch vụ của Google hoàn toàn bình thường. Nhắc lại là hoàn toàn bình thường nhá. Loa kép hiển nhiên là phải có rồi nhé các bạn nhá. Một loa phía dưới này và một loa phía trên này. Và tất nhiên sẽ có mắt thần hồng ngoại các kiểu ở đây nữa. Đầy đủ hết cho các bạn. Về pin thì sẽ là 5850mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W. USB-C thì cũng sẽ là USB-C 3.2 luôn nhá. Tiếng Việt thì sẽ có sẵn luôn. Đấy. Và nó cũng không bị cái lỗi ô vuông như kiểu là mấy con Vivo đâu. Đây, mình nhìn ở đây là chưa thấy cái lỗi ô vuông giống như kiểu con Vivo X200 Pro Mini mà mình trên tay cả. Nói chung là đối với những cái sở như này thì thực sự là cũng không có quá nhiều điểm để mà lăn tăn về nó đâu. Quan trọng nhất là chúng ta có bao nhiêu tiền và chúng ta có chấp nhận đánh đổi lấy cái thiết kế như này hay không. Cái thiết kế như này thì thực ra là nhiều bạn ấy, các bạn ấy không thích cái thiết kế cái mặt lưng ở phía sau đâu. Cái mặt lưng như này thì trông nó sẽ khá là giống với Vivo IQ này, hay là nó học tập theo hơi hướng của một số những mẫu đồng hồ cao cấp kiểu như Patek Philippe với các thứ đấy. Nó sẽ có những cái đường viền bao quanh cái cụm camera nó sẽ như thế này này, đấy, kiểu như vậy. Đấy, có bạn thì chê xấu, có bạn thì bảo là ở trông nó cũng được. Thì cái này nói chung là đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt mỗi người nhá. Các bạn cảm thấy sao về Honor Magic 7 Pro? Một chiếc điện thoại màn hình lớn, hiệu năng mạnh, pin trâu, camera đẹp, có đầy đủ loa kép các kiểu, có kháng nước kháng bụi đầy đủ luôn, tiếng Việt thì có sẵn. Thì hãy để lại comment cho mình biết nhá. Các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của sản phẩm này tại website của Điện Thoại Hay.
một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.